Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay là mới clip đặc biệt. Đây là clip tri ân dành tặng anh em Hải Bếu. Anh em Hải Bếu là cái người đầu tiên đăng ký hội viên ở trên kênh. Khi mà kênh của tôi nó có mở cái chức năng đăng ký hội viên. Đấy, thì anh em Hải Bếu từ lúc mà đăng ký hội viên là cái người đầu tiên đăng ký hội viên. Đến nay đã được 2 năm rồi. Đấy, người đầu tiên đăng ký hội viên và cũng là người đầu tiên đạt được cái huy hiệu hội viên có cái biểu tượng Witcher. Là cái huy hiệu mà hiện tại chỉ có duy nhất anh em Hải Bếu là có. Đấy, chưa anh em nào đạt được. Nhưng mà sắp tới thì cũng sẽ có một vài anh em nữa cũng sẽ đạt được cái huy hiệu đó. Đấy là những ai thì sau này sẽ có những cái buổi tri ân sau. Đấy, những cái buổi cảm ơn sau. Còn trước tiên hôm nay tôi cũng xin được cảm ơn anh em Hải Bếu, gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến anh em Hải Bếu trong suốt quá trình 2 năm. Và hơn thế nữa, trước khi là có cái mở chức năng hội viên thì anh em Hải Bếu cũng là một trong những cái anh em mà coi như là fan bê tông ở trên kênh. Đấy, không có một cái buổi stream nào của tôi là anh em không xem cả. Đấy, mà anh em không xem thì anh em cũng là xem lại. Và anh em là một trong những cái người mà xem nhiều nhất ở trên kênh luôn. Đấy, thì tôi xin được cảm ơn anh em trong suốt một cái khoảng thời gian dài đã ủng hộ, duy trì, đóng góp cho kênh để kênh vượt qua được cái thời kỳ khủng hoảng. Đấy, để đến được cái ngày hôm nay. Cái hồi mà anh em Hải Bếu tôi nhớ là đăng ký hội viên thì hồi đấy có ít anh em đăng ký hội viên lắm. Hồi đấy chỉ có 1-2 người thôi. 1-2 người, còn có các anh em thì không đăng ký được hội viên. Bởi vì ngày trước đăng ký hội viên rất khó. Đấy, thì có một vài anh em như kiểu anh em Vũ Trọng Tín này, hay anh em Nguyễn Đình Hiếu là hay donate luôn chứ còn không đăng ký hội viên. Thì hồi đấy là nói chung là nó cũng không nhiều như bây giờ. Đấy, kênh bây giờ nó phát triển thì đến bây giờ thì cũng được khoảng 300 anh em hội viên rồi. Đấy, thì suốt một cái quá trình dài như thế thì những cái người mà đầu tiên, những cái anh em mà đầu tiên ấy thì lúc nào tôi cũng trân trọng và rất là quý. Và cũng phải nói không ngoa khi mà nói là nếu mà không có các anh em ấy, ví dụ như anh em Hải Bếu chẳng hạn nhá, các anh em khác thì hôm nào tôi sẽ nhắc lại sau. Nhưng mà nếu mà không có anh em Hải Bếu ấy thì chắc chắn là sẽ khó, không có kênh Game Today ngày hôm nay. Đấy, tôi phải khẳng định với anh em luôn. Rất có thể là nó sẽ bị oảng luôn từ cách đây 2 năm rồi. Khi mà không có thu nhập. Đấy, không có thu nhập thì chắc chắn là tôi sẽ không duy trì công việc này được. Đấy, và anh em thấy tôi gọi cái việc làm video nó là công việc. Bởi vì tôi coi đây nó là cái công việc anh em ạ, chứ nó không phải là chơi. Chính vì thế nên là công việc thì nó phải có thu nhập. Đấy, và cái việc mà tôi trau chuốt cái nội dung video của tôi ấy, nghĩ ra những cái nội dung hay ho hay là đầu tư vào kịch bản thì đơn giản thôi. Nó là tôi là muốn phát triển kênh, muốn ngày càng có nhiều người xem tôi hơn. Đấy, để cuối cùng là gì? Là cũng là tăng thu nhập. Và anh em cũng có thể thấy là cái việc mà tôi làm trong suốt 2 năm vừa qua ấy, anh em cứ để ý mà xem. Nếu anh em là một fan ở trên kênh Game Today từ khoảng 2 năm trước đổ về sau thì anh em có thể thấy là cái sự phát triển của kênh của tôi. Đấy, nó từng bước một nó vươn lên. Đấy, ngày một nhiều view và vươn lên trở thành cái người dẫn đầu ở trong cái bộ môn này ở trên toàn thế giới luôn. Đấy, đánh bật cả những cái kênh. Tôi nói thật với anh em là tôi cũng nói luôn là ngày trước ấy, so với một cái kênh khác cũng làm về cái nội dung này với 100.000 sub, thậm chí là 120.000 sub, tức là coi như là cái số lẻ là coi như là của tôi đấy, bằng cái kênh của tôi sub ấy, thì ngày trước ấy, so sánh thì view của tôi chắc là nó chỉ rơi vào đâu đấy nó tầm khoảng bằng 1/2, 1/3 kênh đấy thôi. Đấy, nhưng mà cái tầm này nhá, tôi nói thật với anh em, tôi tự tin luôn là kênh tôi ấy, cái số lượng view, cái người quan tâm đến tôi ấy, nó chắc nó phải gấp rưỡi cái kênh 100.000 sub. Các viewer, các fan ở trên kênh thì trải khắp mọi miền trên toàn thế giới. Đấy, từ châu Âu, châu Á đều có cả. Đấy, chính vì cái lượng view nhiều như thế thì đương nhiên cái thu nhập của tôi bây giờ nó là rất là ổn. Tôi không muốn tiết lộ cái con số cụ thể, nhưng mà anh em, tôi có thể chia sẻ với anh em là hiện tại thu nhập của kênh ấy nó có thể coi như là một công việc chính của tôi cũng được. Đấy, là anh em biết là nó ok thế nào. Nha anh em nha. Đấy, và đây nó cũng là một cái tiếp thêm cái năng lượng, cái động lực cho các anh em mà đang làm YouTube, các anh em mà đang làm cái bộ môn này. À, khi mà anh em cố gắng ấy, anh em hàng ngày anh em cố gắng, đấy, anh em đầu tư vào nội dung thì sẽ có ngày anh em sẽ có kết quả. Dù ít hay nhiều thì sẽ có kết quả. Mà tôi chưa nói là đến cái thành công, bởi vì thành công ấy, nhiều khi chỉ riêng cái nỗ lực của bản thân thì cũng chưa đủ.
mà nó cần phải có cái sự may mắn nữa. Đấy. Về cái sự may mắn của anh em làm kênh, anh em làm YouTube, anh em làm nội dung, và anh em may mắn anh em gặp được những cái viewer. Đấy, nó gọi là gì? Gọi là cùng tần số với anh em. Đấy. Yêu mến anh em thì anh em mới có thể thành công được. Đấy, và tôi cũng là một cái người rất là may mắn, tôi phải khẳng định với anh em luôn. À, thực ra thì trình độ thì nó cũng chỉ nó cũng phải nói là nó cũng không phải là quá là xuất sắc. Bởi vì có rất nhiều người hay hơn tôi, tôi phải khẳng định với anh em luôn. Đấy, nhưng mà nó có một cái gì đấy mà khiến cho tôi và các viewer ở kênh tôi, các fan cứng của kênh tôi yêu quý tôi. Đấy. Thế là cái sự thành công của tôi chủ yếu là nó là nhờ cái việc là cái duyên của tôi với các anh em viewer. Đấy, còn tôi phải nói thật với anh em là không phải kênh nào cũng được như thế đâu. Kể cả những cái kênh triệu sắp. Đấy, đấy là một cái điều rất là quý giá đối với tôi. Nên là cái sự mà duy trì cái việc đó đối với tôi thì nói chung là tôi sẽ cố gắng nha anh em nhá. Tôi sẽ cố gắng là duy trì. Anh em có thể thông cảm cho tôi nếu mà tôi có chót là không comment cho anh em khi mà anh em để lại cái comment ở dưới video của tôi, hay là tôi có chót là chưa kịp ấn thả tim đấy cho các anh em comment, thì tôi phải nói thật với anh em là anh em thông cảm cho tôi, đợt này tôi hơi bận nhá. À, nhưng mà khi mà tôi rảnh là chắc chắn tôi sẽ trả lời tất cả comment. Bởi vì dạo gần đây thì khi mà tôi check ấy, hôm qua tôi vào tôi check inbox ấy, thì tôi có rất nhiều những cái inbox mà tôi phải nói thật là tôi không để ý đâu. Bởi vì là cái trang fanpage ấy, với cả cái trang Facebook của tôi ấy, là tôi cũng chả vào mấy. Bởi vì cái Facebook của tôi thì anh em cũng biết mà, tôi trao đổi với anh em rất lâu rồi. À, gần như là tôi không dùng Facebook nữa, bởi vì là Facebook ấy nó bị ban. Đến buổi tối ấy, tôi có thời gian thì tôi mới ngồi và tôi đọc comment thôi. Mà có những cái buổi tối mà thậm chí là chỉ kịp ra clip và trả lời một vài comment, sau đó là cũng phải đi ngủ để sáng sớm còn phải cho con đi học. Đấy, xong rồi còn làm việc. Đấy, thì cái công việc của tôi ấy, nó cũng rất là bận. Gặp thằng có chuỗi chưa nhỉ? Từ từ đấy nhá, để xem gặp thằng có chuỗi chưa để xả tiền nữa. À đây rồi. Gặp rồi anh em ạ. Vậy là chúng ta gặp cái thằng có chuỗi ra 4 rồi. Ok, thế thôi. Gặp ở ra 4. Gặp rồi anh em ạ, thôi. Đi cố tiếp. Đấy. Mặc dù là cái công việc của tôi nó rất là bận, nhưng mà tôi vẫn đang duy trì, cố gắng duy trì là mỗi ngày là ra một video, ít nhất là một video cho anh em. Đấy, anh em nào nghỉ thì sẽ có thông báo. Đấy, anh em thấy là tháng vừa rồi ấy, nếu mà không có những cái ngày mà khoai nhà tôi nó bị ốm ở trong bệnh viện ấy, thì chắc chắn là nó sẽ là 30 ngày clip. À không, chắc là... À đúng, 30 ngày, tức là nghỉ một ngày đấy. Có một nghỉ một ngày, có một nghỉ một ngày. Đấy, anh em thấy là càng ngày càng chăm, đúng không? Anh em cứ để ý vào xem, càng ngày tôi càng chăm. Bởi vì là anh em biết rồi, vì tôi kiếm được tiền đấy anh em. Tôi phải thú thật với anh em luôn là tôi bây giờ có một cái tâm lý, nó chính là cái việc là kiểu như là nếu mà mình nghỉ một clip ấy là mình bị mất tiền ấy. Đấy anh em ạ. Anh em có hiểu cái tâm lý đấy không? Tức là hôm nay mà mày không ra clip là mày mất tiền. Đấy, thế nên là chính vì thế là nó mới là chăm đấy anh em. Bây giờ anh em thấy là tôi rất chăm. Và chắc chắn là nó sẽ vẫn sẽ duy trì như thế thôi nhá, anh em cứ yên tâm. Đấy, còn bây giờ tôi sẽ đọc cho anh em một cái comment của anh em Hải Bếu. Anh em Hải Bếu thì trong cái ngày hôm nay anh em vẫn chưa rõ là chơi cái gì đúng không? Bởi vì là anh em Hải Bếu thì tôi hỏi nhưng mà anh em không có một cái yêu cầu gì cụ thể cả. Đấy, thì anh em Hải Bếu chỉ có một cái chia sẻ ở trong một cái dòng comment thôi. Thì tôi xin được đọc lại cái dòng comment của anh em Hải Bếu nhá. Và đây là một cái lời chia sẻ thành thật nhất. Đấy, của một anh em hội viên TS ở trên kênh. Mới hồi nào còn ngồi canh stream xem anh Tuấn try hát, mà giờ cũng đã 2 năm rồi, nhanh thật. Hồi đó anh toàn stream giờ hiểm, 1-2 giờ sáng. Lắm hôm không có sức xem, thế là đăng ký hội viên để xem lại stream. Stream 4-5 tiếng xem không sót phút nào. Hồi đó kênh nhỏ, anh Tuấn ít ra clip, mà ông ổng, đấy ổng, đấy, theo chắc là anh em Hải Biếu là người Sài Gòn. Mà ổng đánh hay nên mình mê, vớ được cái stream xem sướng lắm. Giờ kênh mạnh, nhiều anh em biết đến, anh Tuấn ra clip đều lại càng mừng. Rồi, rất là cảm ơn anh em Hải Biếu. Đọc xong cái comment này tôi phải comment là hay, tiếp đi em. Nhưng mà không thấy anh em Hải Biếu tiếp gì cả. Chắc là anh em Hải Biếu cũng bận.
Thì hôm nay tôi coi như là tôi tự làm cái clip mà coi như là cảm ơn anh em Hải Bếu luôn. Mặc dù là anh em Hải Bếu cũng không có yêu cầu gì cả. Cũng chính bởi vì là anh em Hải Bếu không có một cái yêu cầu về một cái lineup nào cụ thể, nên là hôm nay tôi xin được giới thiệu cho toàn thể các anh em ở trên kênh một cái lineup leo rank bất lão ở trong beta mới anh em nhá. Cực kỳ là dễ chơi, cực kỳ dễ trúng thưởng luôn. Anh em thấy là đầu game tôi mới eco không? Tức là nó gọi là cái dạng bất não ấy anh em. Là chúng ta không phải làm gì cả, chúng ta eco đợi 50 tiền nha anh em nhá, rồi up lên 8 thôi. Đấy. Cái giai đoạn đầu anh em không có cái gì phải nghĩ ngợi làm gì cả. Chỉ việc làm một phát eco 50 tiền rồi lên 8. Đấy. Còn nếu mà trong cái trận đấu mà có người eco ấy thì anh em nhớ là anh em phải như tôi ấy. Đấy, anh em lừa anh em phá chuối. Đấy, vừa lấy tôi phá chuối được của cái thằng Hưng ấy kìa. Anh em thấy không? Hưng hay là Hùng ấy kìa. Đấy, tôi biết là nó eco rồi, từ đầu rồi, thế là đến rình rình cái đến cái round của nó ấy, bỏ bài ra thế là cắt chuỗi luôn. Ui giời. Đấy, hợp lý không? Đấy, tất nhiên là nó cũng phải có cái sự tính toán nhất định về kỹ năng tính toán của từng người nhá anh em nhá. Đấy thì như là tôi gặp nó thì đúng cái round gặp nó tôi bỏ bài ra cắt chuỗi nó. Đấy. Nếu trong cái trường hợp mà có người eco cùng thì anh em cũng eco cùng thôi, cũng không vấn đề ở đâu anh em nhá. Bởi vì cái bộ này ấy là cái bộ bất lão, nên là anh em cứ eco đến khoảng 50 tiền rồi anh em lên 7 lên 8. Thường là tôi sẽ roll ở 8 và tôi sẽ giữ cái lượng máu nó rơi vào đâu ấy tầm khoảng 30 máu thôi. 30 máu là ok với cái bộ này. Bởi vì là sau khi mà nó comeback ấy thì cái giai đoạn mà nó comeback nó sẽ rất là mạnh mẽ. Nó sẽ đẩy những cái nhà mà ở phía trên xuống phía dưới rất nhanh. Đấy. Nên là hôm nay tôi sẽ chơi beat. Anh em nhìn anh em biết mà đúng không? Beat thì beat này là beat gì thì anh em tôi cũng giới thiệu anh em luôn. Beat trong meta mới này chính là beat kẹp Siren anh em nhá, trở level 9. Đấy, level 10 thì có thể kẹp cái gì vào? Kẹp thêm con Tsunami thôi. Hoặc là kẹp thêm Kira. Slot 9 slot 10 cho hai con đấy. Nếu mà có Tsunami thì kích hoạt được thêm 3 cung nữa. Đấy, anh em phải lấy cái con giải cá vào. Và anh em chơi con giải cá luôn nhá. Chứ anh em đừng có bán con giải cá đi khi mà anh em ra được những cái con đánh gần. Bởi vì trong đội hình này thì không nhất thiết là nó phải kích hoạt Kira anh em ạ. Nhá. Nó không cần kích hoạt Kira đâu. Mà tôi thấy là trong cái đội hình này thay cái Kira bằng cái kẹp lùn ấy, kích hoạt hệ người lùn ấy thì nó cũng rất mạnh. Đấy. Tôi đã thử chơi cái bộ này và tôi thấy là nó rất là dễ chơi. Không phải suy nghĩ nhiều. Ở trong mỗi một cái meta ở trên kênh Game Today nó đều có những cái lineup bất lão để cho anh em spam neo rank. Đây là một cái bộ mà anh em nói chung là anh em chơi mà anh em chỉ cái nhu cầu của anh em ấy. Nó chỉ mang tính chất nó là rank cao thôi ấy. Tức là anh em vào chơi game là anh em chỉ cần là chiến thắng để rank cao ấy. Thì anh em có thể chơi đội hình này nhá. Đấy. Còn anh em vào trong rank anh em cần phải có sự bay bướm, cần phải có cái những cái sự thú vị ở trong cái từng cái line up. Thì anh em hãy xem kênh tôi ở những cái clip, rất nhiều các cái clip khác. Đấy, những cái clip mà tôi múa thì anh em có thể múa theo nhá. Đấy, còn nếu mà anh em cái mục đích của anh em là leo rank. Đấy, anh em thực dụng, anh em chỉ cần tăng rank thôi, anh em nhanh lên rank queen hay anh em leo top server. Đấy, em có thể sơ farm nhá. Anh em có thể sơ farm. Anh em sơ farm cho tôi cái bộ beat. Bởi vì làm sao? Nó rất là công nghiệp, nó rất là thích hợp để cái việc leo rank. Nó không những là nó mạnh thì nó một chuyện rồi. Nhưng mà không những nó mạnh ấy, nó còn gì nữa anh em biết không? Nó còn gì để mà nó thích hợp với cái việc leo rank không? Để mà nó công nghiệp không? Nó chính là cái việc là cái trận đấu ấy nó kết thúc sớm. Cái tốc độ trận đấu ấy trung bình nhá, của mỗi cái trận đấu mà tôi chơi, cái đội hình mà tôi đang giới thiệu cho anh em này, thì nó đâu đấy nó rơi vào tầm khoảng 30-31 hiệp. Dài lắm là đến 34-35 hiệp thôi. Đấy, tôi chưa thấy một cái trận đấu nào mà nó kéo dài đến round thứ 38-39. Chưa đến 40 đâu. Thậm chí nó còn chưa đến 35 cơ anh em ạ. Tôi có những cái lúc trận đấu mà cái món đồ cam thứ 3 nó là một cái điều xa xỉ khi mà tôi chơi cái đội hình này. Đấy, và tôi nghĩ là cái tốc độ nó rất quan trọng với cái việc là leo top server. Đấy, như những cái người khác người ta cần phải làm cái gì? Người ta cần phải chơi là khoảng 50 phút để hoàn thành một trận. Thì anh em trong vòng 50 phút anh em đã chơi được gần 2 trận rồi. Đấy, tốc độ là gần như là gấp đôi. Đấy, còn top thì đương nhiên là top rồi. Đấy, với những cái anh em mà gọi là leo top server ấy,
thì đánh thì đương nhiên là toàn tốt rồi. Đấy, tỷ lệ thì chắc là nó rơi vào đâu đấy hạng trung bình khoảng 2.0, 2.1 thôi. Thì đương nhiên là cái việc tốt thì đương nhiên là ai cũng tốt, nhưng mà cái tốc độ trận đấu thì người ta nhanh hơn. Đấy. Nên là nó sẽ leo rank nhanh hơn thế thôi. Rồi. 34 máu anh em nhá. Đã đến lúc xả hết tiền rồi. Ok, let's go. Ok. Xem nào. Cứ xả hết tiền thôi anh em ạ. Tôi nói cho anh em cơ chế rồi đấy. Cơ chế con game này là gì? Anh em càng roll nhiều anh em càng dễ ra bài. Đấy, 50 tiền là xả hết sạch luôn nhá. Chứ không phải ôm 50 tiền rồi xả dần đâu. Đấy, anh em thấy không? Ra máy bay này. Xả hết luôn. Chưa có 6 bit đúng không? Thiếu. Ok. Một con sâu nữa thôi. Rồi hết tiền chưa có đúng không? Nào sao, yên tâm. Như này là nó ổn rồi đấy. Con Doom. Doom này chơi không? Ở dưới ban cờ này tôi không bán được con nào đâu. Thôi. Con Doom này rất là tiếc là tôi không thể mua được. Nhưng mà thôi, tí nữa bán Doom thôi anh em ạ. Chơi beat thì không chơi Doom nha anh em nhá. Tí nữa Medu rồi. Đây rồi. Đấy, chúng ta có 6 beat luôn. Anh không thấy chưa? Rồi. Đánh ở level 8. 6 bit 2 Glacier. Nhưng mà ở đây tôi có một con máy bay ở ngoài. Để xem đồ này. Ây da. Ui, thế thì ngon luôn. Không anh em ơi, thế thì nó sẽ phải là lấy đồ cho máy bay. Ok. Con máy bay này mà để ở ngoài thì đúng là hơi phí đấy nhỉ. Rồi cho vào trong luôn, thay cho con Doctor. 2 Glacier đoạn này chưa chắc đã bằng con máy bay anh em nhé. Lên 9 rồi kẹp Glacier vào cũng được. Ở đây tôi có một con Velomancer, có khi là tôi sẽ bán đi đâu. Bởi vì là lên 9 thì phải lên 10 cơ. Lên 10 mới kẹp được vào thôi. Lên 10 tôi đang có những cái dự định khác rồi. Velom này có khi không chơi nữa. Kira thì đồ chưa có ấy. Chưa có đồ Kira. Rồi tôi bán Velom đây. Ok nhá anh em nhá. Ổn rồi đấy. Bắt đầu từ bây giờ là 34 máu này nó sẽ còn rất lâu nữa là mới mất anh em ạ. Bây giờ đi đẩy từng nhà một. Cái tầm này round 19, 20 này thì bắt đầu là đi đâm từng nhà. Đấy round những cái round tiếp theo tôi có thể là tôi sẽ bỏ tạm con máy bay ra. Tôi kẹp con cây 3 vào nếu mà con cây nó lên được 3 with Persia ấy. Xong bắt đầu đi đẩy anh em ạ. Thực ra đây nó cũng không khác gì cái bộ thần giáo ở trong meta cũ đâu. Chỉ khác là late game ấy. Thì chúng ta chuyển sang chúng ta chơi co là con Medusa thôi, con Siren ấy. Đấy, còn giai đoạn này thì cứ đi đẩy thôi, đẩy càng nhanh càng tốt anh em ạ. Tốc độ trận đấu nó đẩy lên mắc tối đa. Đấy mà ví dụ như trận đấu mà có khoảng hai ông chơi cái bộ này thôi nhá. Đấy thì là xác định luôn là chắc chỉ tầm 30 round là kết thúc trận đấu. Đấy, có nhà đi luôn ở round 19 này. Đấy, quá đen đi mà gặp tôi ở round 19. Đấy, cái ông nào mà gặp tôi sớm thì ông đấy may. Trong cái lúc mà tôi đang eco. Còn ông nào mà gặp tôi giai đoạn mà tôi xả tiền xong ấy thì tôi xác định hai ông đen đấy chính là cái ông Hưng kia và ông Renchie. Gặp tôi ở đúng cái giai đoạn mà sau khi tôi xả hết tiền. Đấy. Cái sự khác biệt giữa tôi và ông Hưng kia. Ông Hưng kia cũng chơi beat đấy anh em. Nói cũng chơi beat nhưng mà không xả hết tiền. Còn tôi là một khi mà đã xả tôi xả hết tiền luôn anh em ạ. Đấy, một hai round sau ấy, sau khi chúng ta mạnh rồi thì tiền nó lại lên thôi. Đấy, chơi như thế thì nó vừa giữ được máu mà nó lại vừa mạnh. Tôi sắp có chuỗi ở đây anh em ạ, yên tâm. Bộ này là khi mà tôi đủ tiền lên level 9 là tôi sẽ lên luôn. Có thể là round 21 là chúng ta lên 9. Bởi vì chúng ta đang có một con Glacier 2 sao ở ngoài nên là tôi sẽ lên 9 sớm thôi. Ui, thừa rồi, thừa đồ rồi. Mà không sao. Con máy bay là tung trưởng càng sớm thì càng tốt thôi. Rồi, chốt đồ luôn anh em nhá. Ok. Còn cái viên còn lại ấy, thì tôi sẽ đợi để tôi lấy cái nó sẽ là cái gậy gai. Tôi không lấy cái chén thánh đâu anh em ạ.
kháng hiệu ứng thì trận này nói chung là cũng không cần lắm. Cái áo mưa có thể ghép BKB cũng được, cũng không nhất thiết là phải kháng hiệu ứng đâu. Có nhiều lúc cái BKB nó còn ngon hơn là cái kháng hiệu ứng đấy. Trong cái thời điểm hiện tại có khi là cái BKB nó ngon hơn đấy. Đây, gặp beat này, ui, quá đen như ông này luôn. Tôi xong rồi. Cũng là beat. Đấy, nhưng mà anh em thấy không, đẩy không, kinh không. Ui dồi ôi, cũng là 6 beat. Nhưng mà nó khác nhau. Ồ, xong rồi. Quá đen nhỉ, 15 máu. Quá đen đi gặp tôi. Đấy, ở đây là tôi có một cái có thể ghép cái giáp thép nha anh em nhá. Tôi chưa ghép đâu. Tôi sẽ không ghép cái BKB vội. Từ từ đã. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta đang mạnh nhất anh em nhá. Có những cái nhà kia kìa, anh em nhìn lên trên em. Đấy, có những cái nhà mà nó bây giờ là nó vẫn đang là giữ 50 tiền ở level 9 chưa xả tiền. Đấy, hai cái nhà đang 50 tiền ở level 9 chưa xả tiền. Còn một cái nhà chưa 9m. 9m à? Có một cái nhà chơi 9m anh em ạ. Có một nhà chơi 9m. Mà tôi chả sợ. Máy bay tôi thả khỏe lắm. Cái nhà 9m gặp tôi chưa chắc tôi đã mất quá nhiều máu đâu. Nhiều khi con máy bay này chỉ cần thả trưởng thôi. Đấy, sau một vài lia là coi như là toang rồi. Giai đoạn này vẫn đang khỏe. 9m đánh ở level 7 nói chung là không ăn thua đâu anh em ạ. 9m là đánh phải ở level 8 cơ. Và con già thì cũng không phải cái con lo lắng lắm. Nếu mà 9m thì tôi sợ cái con Thunder hơn. Đấy, hai con Thunder chẳng hạn. Ở level 8 thì thực sự là lúc đấy thì khá là sợ. Khi mà chơi beat, nhưng mà cái tầm này ấy thì chưa sợ. Với cả tí nữa thế nào tôi cũng sẽ kẹp Tsunami. Tôi sẽ kẹp Siren vào. Đấy, ở level 9, level 10 thôi thì không sợ đâu. Ui, 9m chuyển sang lành xin rồi đấy. Ui, ảo thật. À, do là không có đồ cho con già anh em ạ. Nên là bây giờ là chuyển sang lành Assassin. Ui rồi ôi, thế là lại chuyển sang Assassin à. Đánh nó lại ảo ma Calada đấy nhở. Đây ơi, gặp nó luôn này. Ui rồi ôi, già Blink nhưng mà bây giờ lại không phải 9m mà là 9 Assassin. Ông ấy bay ra mét nhưng mà lại lấy đồ Assassin ạ. Chắc là đam mê rồi. Gặp ngay ông thần chơi Assassin. Chuyên gia Assassin đây à. Hoặc là quá đam mê với cái bộ 9 Assassin Fake. Chắc là đam mê lắm mới chơi như thế đấy. Chứ còn chả ai chơi lại ra con già 2 rồi mà lại quay xe sang Assassin thì kia thì nó lại hơi sai. Tôi là tôi vẫn chơi 9m anh em ạ. Đồ, kể cả đồ vật lý nhá. Late game có thể dồn cho Skelet Lancer mà. Đấy, Skelet Lancer trong cái bộ 9m nó khỏe lắm. Chứ nó cũng không yếu đâu anh em ạ. Mà nó cái con đấy nhá, nó là dùng đồ đánh tay đấy. Hay là có thể dồn đồ đánh tay cho con Calong mà. Sao lại việc gì mà phải khổ mà lấy cái đồ đánh tay mà. Ví dụ không có đồ mết đi mà lấy cái đồ đánh tay xong rồi lại chuyển sang Assassin chơi là sai lắm. Rồi, Insectoid này. Beat thì đương nhiên là nó sẽ đấm Insectoid như con rồi anh em ạ. Cái tầm này nhá, Insectoid không ngồi cửa nào mà đánh beat đâu. Anh em thấy chưa? Ui dồi ơi, bắt đầu có chuỗi rồi này. Chuỗi cốc 7 rồi đấy nhá anh em nhá. Đấy, ôi giời. Quá tuyệt vời. Rồi. Đấy, thế là tôi dần dần là tôi có tiền là tôi một phát tôi lên 10 luôn. Tôi up thêm một cây nữa vào này. Đấy, hoặc là round sau nhá. Ví dụ như là tôi không ra là cái ba tia thì tôi kẹp thêm con súng vào level 10. Quá tuyệt vời, lùn luôn anh em ạ. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng là tôi sẽ có một cái ba tia ở round này. Đấy, chúng ta chơi là 6 bit kết hợp với cả lùn. Kẹp lùn, kẹp Glacier. Quá được luôn. Rồi anh em xem cái bộ này nó khỏe đấy, tôi như nào. Đẩy nhanh lắm anh em ạ. Bây giờ mới đang 25 rồi nha. Tôi bắt đầu đẩy những cái nhà phía trên rồi đấy. Cái nhà mà vừa lấy nó là 90 mấy máu, bây giờ nó chỉ còn 6 mấy thôi. Đấy rồi, úi rồi anh em ơi, có 3 tia lấy luôn. Chắc là lấy 3 tia thôi nhỉ. Rao này khả năng là chưa lên được level 10 đâu. Từ từ đã. Chưa đủ tiền lên 10. Thôi lấy cái ba tia đã này. Ở đây có một con kiếm hồn. Hay là lấy kiếm hồn.
Thực ra đồ này thì tôi cũng không lấy đồ cho kiếm hồn từ đầu ấy, là xác định là không chơi kiếm hồn. Nhưng mà con 5 đô thì có khống chế mạnh thì chắc là vẫn phải lấy. Lấy cái con kiếm hồn này lên 10 cho vào anh em ạ. Con cây mà không lên được 3 sao ấy thì tôi cũng sẽ không cho con Whispersier vào đâu. Tôi sẽ thay bằng cái con kiếm hồn ở cái slot thứ 10, tăng khống chế. Cái bọn beat này này, nó chỉ cần có một cái con khống chế khoảng 2-3 giây thôi là gần như là nó chiến thắng. Đấy, bộ beat nó những cái Glacier beat ấy, những cái con mà nó tăng tốc đánh ấy, ở trong cái đội hình beat ấy, mặc dù là đánh nhanh ấy thì nó tăng stack nhiều đúng không, nhưng mà xét về lâu về dài, về late game thì đánh nhanh nó sẽ không hiệu quả bằng những cái khả năng khống chế. Càng khống chế nhiều càng tốt anh em ạ. Đây là tôi đẩy đấy anh em thấy không, ui mẹ ơi, cái thằng này nó vừa top 19 mấy máu, sau một vài round đến round 26 nó bắt đầu đẩy gần như là hai lần gặp tôi là có khi là bay màu rồi anh em. Nhanh chưa, tôi một phát là lên top 2 luôn này. Anh em thấy cái tốc độ trận đấu nó nhanh không? Mới round 27 thôi nhá. Trận này dự là trước round 35 là kết thúc anh em ạ. Tốc độ trận đấu quá nhanh, khủng khiếp luôn đấy. Rồi tôi lên 10 luôn, xong tôi kẹp cái con Whispersier này vào cho nó đẩy nhanh cái tốc độ anh em ạ. Được được được. Thậm chí là ở cái round 27 này cái con Whispersier nó vẫn là chùm luôn nha anh em nhá. Nó còn ngon hơn cả cái con kiếm hồn cơ. Để kiếm hồn lết game thôi. Tầm này còn sớm ấy, nó vẫn sớm mà. Nên nếu mà cho thêm những cái con đẩy vào có khi nó lại hiệu quả hơn. Gặp beat đấy. Đấy. Tôi có kích hoạt lùn thì làm gì có cái cửa nào anh em ơi. Kích hoạt được lùn rồi. Ơ kìa, chết máy bay rồi kìa. Nhưng mà vẫn còn berserker mà. Đấy, dí vào những cái con yếu máu trước. Stack rất nhanh. Anh em thấy chưa? Khỏe chưa? 15 máu à? Úi rồi còn 5 máu. Tốc độ quá nhanh anh em ạ. Giữ tiền một chút anh em nhá. Tôi nghĩ tôi giữ tiền một chút. Phải cần một cái lượng tiền nó khoảng hơn 20 tiền, 25 tiền để roll ra những con chúng ta cần ấy. Ví dụ máy bay 2 này. Đấy, ví dụ như là Siren vẫn chưa có. Đấy, trận này vẫn chưa có Siren đâu. Nhưng mà vẫn đang tận dụng tốt những cái con mà đang được cho đấy. Còn khi mà Siren thì chúng ta sẽ cho Siren vào. Siren là phải 2 sao nhá, 2 sao thì mới cho vào, 2 sao thì mới khỏe. Còn 1 sao thì không ăn thua, con đấy nó mỏng lắm anh em ạ. Chúng ta cho vào thay con Whispersier thì thà để con Whispersier vào, xong rồi nó đẻ thêm được vài lứa thì đẩy nhanh tốc độ trận đấu thì nó ngon hơn, đúng không? Hợp lý. Rồi, cửa lai thì không có cửa, nói luôn. Cửa lai không có cửa, chả có cái cửa nào luôn. Ơ có cửa nào đấy, có cửa nào không? Ôi trông có vẻ căng đấy, trông có vẻ căng, nhưng mà nên nhớ là Whispersier vẫn sống. Đẻ thêm được một lứa nữa, thế thì con rồng này cửa gì? Cửa gì? Ừ nhờ. Đẩy hết rồi anh em ơi, ui rồi ơi, rau này có khi không anh em ạ. Tôi dự đoán là rau 35 nhưng mà vớ vẩn rau 31 luôn ấy. Thôi được rồi, xả tiền luôn anh em nhá. Vớ vẩn rau 31 hết trận đấu luôn. Quá căng thẳng. Ui rồi, thôi rồi, kiếm hồn té lắm. Ok. Bây giờ một con Medusa lên 2 sao nhá, Siren lên 2 sao bỏ vào là xong luôn. Trận đấu đến đây nó là kết thúc anh em ạ. Round 29 này sẽ có một thằng ra đi, khẳng định với anh em luôn, thậm chí là hai thằng nhá. Round này là có khi là hai thằng ra đi chứ không phải một thằng đâu. Tôi đoán là như thế. Đấy, riêng cái thằng Goblin này gặp tôi là ra đi rồi này. Đấy, kẹp lùn nữa, kẹp lùn vào thì cũng ra đi rồi bạn ơi. Rồi, xong rồi. Đấy, thế là xong. Quá căng thẳng, 15 máu đi rồi. Căng chưa? Rồi. Úi ôi, đúng thật luôn anh em ạ. Ô, thế là cái ông Hương kia ông sống sót được đến chung kết à? Hay à? Anh em thấy cái bộ beat nó thế nào? Khỏe chưa? 30 round kết thúc trận đấu. Cái bộ này nó phải nói là mất lão công nghiệp luôn anh em ạ. Không những mất lão nhá, mà nó lại còn công nghiệp nữa. Tức là leo rank nhá, mà nó vừa mất lão nó vừa công nghiệp. Là nó phải nói là nó rất là nhanh luôn. Ngày trước nó có cái bộ mất lão đấy, chính là cái bộ 4 metalit kết hợp với 4 đỏ ấy. Đấy, à 6 đỏ ấy. Thì cái bộ đấy mặc dù là nó mất lão nhưng mà nó chơi nó lâu vãi đái luôn. Trận đấu toàn kéo đến 40, 45.
Đấy, đánh đến siêu lết game. Đấy, nhưng mà cái bộ này thì khác anh em ạ. Bộ này nó bất lão nhưng mà nó nhanh lắm, nó công nghiệp lắm. Tầm khoảng 30 phút thôi là một trận rồi. Đấy, 60 phút là hai trận rồi. Hên hên vào pha top 1 là cộng 50 điểm, thậm chí là hơn. 50-60 điểm một trận đấu, trời. Thậm chí là 70 điểm nhá, nếu mà anh em được cộng 36 điểm. Rồi, xong rồi anh em ạ. Thôi xong rồi, Medu lên là 2 sao, dồn đồ cho Medu. Đấy, dồn toàn bộ đồ cho Medu nhá anh em nhá. Tôi sẽ bỏ con Berserker ra. Rồi, thay cái con này đương nhiên rồi. Như tôi đã nói với anh em, siêu khống chế nhá anh em nhá. Chúng ta là phải siêu khống chế. Rồi, lấy lốt cái món đồ này. Đây, lấy cái đồ tăng tốc. Đó, đây nó sẽ là cái đao cuối cùng rồi anh em ạ. Không có cái cửa nào mà lăm máu sống sót được cái đao này đâu anh em ơi. Không có một cái cửa nào luôn ý. Thôi, thế là xong rồi đấy. Tê xù nữa này. Bán Berserker luôn. Nhưng mà cái trận đấu này nó kết thúc rồi anh em ạ. Chắc là Tetsulami không lên được 2 sao. Đao này là đao quyết định rồi. Gấu chắc cũng chả lên được. Thậm chí con sâu của tôi mới có một con sâu duy nhất để cách hệ. Hài thật sự. Thả bom phát bay màu luôn. Nên sâu không chết, chết cứ thế thôi. Xong rồi. Cáo rồi chết rồi. Anh em nhìn con Medu của tôi kìa. Hai không chế đỡ làm sao. Thôi xong rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mấy ông mà leo rank công nghiệp là nhìn thấy cái bộ chân hái rồi đấy. Thế này là cứ vào làm spam cứ tôi leo rank thôi nhở. Rồi anh em thử đi nhá. Anh em thấy hay để tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái, mời anh em đến với cái line up mà cũng có thể nói là leo rank thì cũng rất là ok, cũng xếp vào tier S và nó thích hợp cho những cái giải đấu hơn nha anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi kết hợp cái con Siren ở trong bộ Warlock thì nó mạnh thì cỡ như nào. Và cuối cùng, với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua hình thức donate cũng như là qua đăng ký hội viên ở trên kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!